Trải qua chặng đường 90 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Kế thừa và tiếp nối truyền thống vẻ vang, lớp lớp cán bộ, đảng viên đã và đang khẳng định là lực lượng nòng cốt, trung kiên trong chiến đấu, lao động và học tập. Tại thành phố Hồ Chí Minh, với hơn 4 triệu lao động đang làm việc và hơn 1,4 triệu đoàn viên công đoàn, đội ngũ đảng viên xuất thân từ phong trào công nhân, hoạt động công đoàn, dù ở vị trí công tác nào, luôn ý thức tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuyên dương gương sáng đảng viên năm 2020. Từ 125 hồ sơ được đề xuất, ban tổ chức đã xét chọn và quyết định tuyên dương 90 đồng chí là chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở, đồng thời tham gia cấp ủy cơ sở, làm bí thư, phó bí thư. Trong đó, đại bộ phận là các đồng chí đang làm việc ở khu vực ngoài nhà nước. Đây là những gương điển hình, tiêu biểu trong lãnh đạo đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ, có những giải pháp, cách làm hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, cũng như tích cực tổ chức các phong trào thi đua của đơn vị, có thành tích xuất sắc trong công tác, lao động sản xuất. Chín mươi gương sáng đảng viên được tuyên dương hôm nay, mỗi người ở một lĩnh vực công tác, một nhiệm vụ khác nhau nhưng đều chung một lý tưởng. Chúng ta sẽ cùng đến với một số gương thuộc một số lĩnh vực tiêu biểu. Đồng chí Đinh Mai Hùng, bí thư chi bộ, chủ tịch công đoàn cơ sở, công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn là một gương sáng đảng viên đã đưa ra nhiều giải pháp, cách làm hiệu quả nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở. Nhất là trong công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân viên chức lao động. Qua đó thu hút tập hợp người lao động đến với hoạt động công đoàn và giới thiệu nhiều công đoàn viên ưu tú để phát triển đảng. Cụ thể, năm 2019 đã giới thiệu 5 đoàn viên ưu tú cho đảng, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, công đoàn đạt công đoàn cơ sở vững mạnh. Làm việc tại doanh nghiệp sản xuất bao bì, các sản phẩm từ nhựa, anh đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, sản xuất các sản phẩm bao bì tự phân hủy, thân thiện với môi trường, góp phần thực hiện hiệu quả chỉ thị 19 của thành ủy về cuộc vận động người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước và cuộc vận động hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình làm việc tại công ty. Đồng chí Lê Thái Bình, Phó Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Công ty Cổ phần giống cây trồng miền Nam, đến nay đã có 19 năm công tác tại công ty và 8 năm tuổi đảng. Với vai trò Phó Bí thư chi bộ, phụ trách đoàn thanh niên, đồng chí đã lãnh đạo chi đoàn bồi dưỡng, trao dồi lý tưởng cách mạng cho thanh niên công nhân là Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Đồng chí đã có nhiều đóng góp cho công ty bằng những giải pháp, cách làm hiệu quả trong công việc và hoạt động công đoàn. Phát động các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong đơn vị. Qua đó có nhiều mô hình, sáng kiến được ghi nhận và nhân rộng, nhất là trong lai tạo giống mới, góp phần phát triển ngành nông nghiệp nước nhà. Dù ở bất kỳ vị trí, cương vị nào, đồng chí Lê Thái Bình vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Lãnh đạo chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Riêng năm 2018, công đoàn đã giới thiệu 8 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp. Xác định bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động là nhiệm vụ hàng đầu của tổ chức công đoàn và là trách nhiệm của một người chủ tịch công đoàn. Thời gian qua, đồng chí Phạm Đình Hùng, chi ủy viên, chủ tịch công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Nidex Servo Việt Nam đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động, tạo niềm tin cho người lao động gắn bó lâu dài với công ty và tin tưởng vào sự lãnh đạo của tổ chức công đoàn. Cụ thể, anh đã đề xuất với công ty tổ chức chuyến xe nghĩa tình đưa và đón công nhân về quê hàng năm cho 420 nhân viên, kinh phí 700 triệu đồng do công ty chi trả 90%, tặng quà Tết cho 1.300 lao động, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Qua đó, giúp người lao động có những sân chơi lành mạnh, ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, góp phần cùng công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với sự nỗ lực trên vai trò của một người chủ tịch công đoàn và một cấp ủy viên chi bộ,
anh Hùng đã cùng tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giới thiệu hai đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công đoàn đạt danh hiệu cơ sở vững mạnh. Cũng tại Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu May Phương Nam, đồng chí Trần Phú Vinh, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư chi bộ, Đảng ủy viên công ty, lại là một người đảng viên được mọi người ví như một người anh gần gũi với công nhân, người lao động. Bởi những hoạt động do đồng chí tham mưu lãnh đạo doanh nghiệp hay công đoàn tổ chức đều mang lại lợi ích chính đáng cho người lao động, tạo được động lực làm việc hăng say và góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp. Trong quá trình công tác của mình, đồng chí Vinh đã vận dụng và đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị là sản xuất kinh doanh có hiệu quả trên cơ sở, thực hành triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, làm đúng ngay từ đầu để hạn chế tối đa các sai sót, lỗi hổng của sản phẩm trong quá trình sản xuất. Từ đó, tiền lương và thu nhập của người lao động được nâng lên, công ty có điều kiện chăm lo ngày càng tốt hơn về vật chất, tinh thần cho người lao động. Với vai trò là một đảng ủy viên, được phân công phụ trách công tác tuyên giáo, dân vận, quy chế dân chủ cơ sở và công tác đoàn thể, đồng chí Phan Thị Tuyết Hương, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Triệu An, quận Bình Tân, đã hoàn thành tốt công tác lãnh đạo tổ chức công đoàn tại đơn vị, thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên. Mỗi năm, công đoàn giới thiệu 3 đến 5 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp. Công đoàn cơ sở nhiều năm liền đạt danh hiệu vững mạnh, đồng chí cũng đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. Chi bộ được Đảng bộ quận Bình Tân tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục 2014-2018. Là chủ tịch công đoàn cơ sở bệnh viện, bên cạnh việc chăm lo đời sống, vật chất tinh thần cho đoàn viên công đoàn, người lao động tại đơn vị, đồng chí còn có nhiều giải pháp trong việc chăm sóc sức khỏe người lao động trên địa bàn quận. Một trong những nội dung do đồng chí đề xuất trong thời gian qua và được lãnh đạo bệnh viện ủng hộ và Liên đoàn Lao động quận Bình Tân đánh giá cao là hoạt động ký kết với Liên đoàn Lao động quận trong việc chăm lo sức khỏe cho người lao động trên địa bàn quận trong chương trình Vì Phúc Lợi Đoàn Viên. Người lao động tại tất cả các đơn vị thuộc quận Bình Tân đến khám và chữa bệnh tại Bệnh viện Triệu An được giảm chi phí từ 3 đến 20%. Từ một người công nhân có thâm niên hơn 25 năm gắn bó với công ty và có 10 năm tuổi đảng, đó là cả một quá trình rèn luyện, lao động và cống hiến đầy tự hào của đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Linh, Bí thư chi bộ, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Yuki Việt Nam. Với vai trò là Phó Chủ tịch Công đoàn và cũng từng là công nhân trực tiếp sản xuất, nên chị luôn gần gũi tiếp xúc, tạo mối quan hệ mật thiết với công nhân lao động, luôn lắng nghe và chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên công đoàn, kịp thời thông tin giải quyết những bức xúc của người lao động, giữ vững mối quan hệ lao động hài hòa, đời sống công nhân ổn định, không xảy ra đình công, lãng công. Trong quá trình lao động, chị cũng luôn trăn trở về vấn đề an toàn vệ sinh lao động tại đơn vị. Qua đó, chị đưa ra nhiều cảnh báo tai nạn lao động tại công ty, cũng như có nhiều sáng kiến cải tiến, nâng cao chất lượng và năng suất lao động tại đơn vị. Thời gian qua, chi bộ công ty phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo tổ chức chính trị, đoàn thể chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết hài hòa lợi ích cho người lao động. Kết quả là hàng năm kết nạp đảng viên mới đều vượt so với chỉ tiêu đề ra. Bản thân chị là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 năm liền, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh 6 năm liền. Bản thân luôn được sự tín nhiệm của chi bộ và ban giám đốc, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đoàn viên công đoàn, người lao động trong công ty. Chị Đỗ Thị Hằng, chi ủy viên, chủ tịch công đoàn công ty cổ phần Địa ốc Him Lam là một điển hình trong việc học tập và làm theo lời Bác, gắn với 6 tiêu chí của thành phố về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đoàn viên công đoàn, đó là trung thực, trách nhiệm, chủ động, hợp tác, chia sẻ, tiết kiệm. Với những tổ chức giản dị, gần gũi nên chị luôn nhận được sự tín nhiệm của chi bộ và ban giám đốc, sự ủng hộ nhiệt tình của đoàn viên, công đoàn, người lao động trong công ty. Chính vì vậy, các chương trình do chị đề xuất đều được ban giám đốc, người lao động ủng hộ, từ đó xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại đơn vị. Chị được Liên đoàn Lao động quận Bình Thạnh tặng giấy khen đạt thành tích tốt trong hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động năm 2018.
Mỗi khi nhắc đến đồng chí Nguyễn Văn Nùng, bí thư chi bộ, chủ tịch công đoàn cơ sở công ty Sàng Quanh, công nhân viên, người lao động sẽ nói đến người anh cả của doanh nghiệp, gần gũi, thân thiện với nhân viên. Dù ở bất cứ vai trò, vị trí nào, đồng chí cũng luôn hoàn thành nhiệm vụ đối với doanh nghiệp, chăm lo tốt cho công nhân viên, lao động. Cụ thể, đồng chí thường xuyên trao đổi và kiến nghị với lãnh đạo doanh nghiệp các vấn đề phát sinh nhằm thực hiện tốt các chính sách, chế độ cho người lao động. Làm tốt công tác quan hệ lao động nên không có trường hợp nào xảy ra đối với tranh chấp lao động. Lãnh chỉ đạo công đoàn thực hiện các hoạt động như tặng quà và tiền thưởng cho con em đoàn viên công đoàn, trao tặng học bổng Nguyễn Đức Cảnh. Đồng chí đã lãnh đạo chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và phát triển đảng liên tục hàng năm. Trên cương vị là bí thư đảng ủy, chủ tịch công đoàn ngân hàng HD Bank, đồng chí Lê Thanh Tùng luôn nêu cao tính gương mẫu của người lãnh đạo, người đảng viên. Đồng chí luôn quan tâm, sâu sát chỉ đạo và có nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ nhân viên về các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giúp đoàn viên biết tự bảo vệ mình, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt với vai trò là bí thư đảng ủy, đồng chí luôn quan tâm và kịp thời chỉ đạo tổ chức công đoàn. Đoàn thanh niên HD Bank thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của tổ chức tại đơn vị và đạt được nhiều thành tích nổi bật. Những thành tích mà chi bộ, công đoàn của ngân hàng HD Bank và cá nhân đồng chí đạt được như chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, công đoàn cơ sở vững mạnh, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và đã giới thiệu được 15 đảng viên ưu tú tham gia lớp cảm tình đảng do đảng ủy khối ngân hàng tổ chức chính là minh chứng rõ nét nhất cho những kết quả trong quá trình chỉ đạo, lãnh đạo và thực hiện tốt vai trò người đảng viên của đồng chí Lê Thanh Tùng. Có thể nói, chính điển hình đảng viên được nêu trên và 90 điển hình được tuyên dương gương sáng đảng viên hôm nay chính là những đóa hoa rực rỡ trong vườn hoa của đảng, vẫn đang lan tỏa hương thơm rực rỡ về niềm tin yêu đối với đảng, với 90 năm tỏa sáng, soi đường của cách mạng Việt Nam. Hòa cùng không khí của cả nước hướng tới 90 năm kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2020. Đội ngũ công nhân, viên chức, lao động thành phố quyết tâm không ngừng thi đua, sáng tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng, tăng năng suất lao động, hoàn thành chỉ tiêu của tổ chức công đoàn đề ra, cũng như góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2020. Thực hiện tốt chủ đề năm 2020 của thành phố, năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị và chủ đề năm 2020 của tổ chức công đoàn, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở.